Phú Quốc. Chuyến bay lúc 13 giờ bay từ Phú Quốc vô Sài Gòn. Lúc mình đến thì trời mưa lất phất. Lúc mình đi thì nắng rất là đẹp. Không khí mùa xuân nên khí hậu rất là ôn hòa. Đối với mình từ Na Uy sang thì khí hậu như vậy rất là tốt. Không nóng quá mà cũng không có lạnh, rất là mát, gió mát. Mình rất là yêu thích Phú Quốc. Mình nghĩ rằng nếu mà mình xin được vô quốc tịch Việt Nam, mình có xu hướng là đầu tư ở Phú Quốc. Nói chữ đầu tư cho nó oai, thật sự ra là mình chỉ muốn có một mảnh đất nho nhỏ, có một căn nhà xinh xinh, có một khu vườn với một cái kiến trúc theo kiểu Nhật. Rồi mình sẽ dùng phương pháp chế tạo điện lấy từ ánh sáng mặt trời. Đồng thời mình cũng sẽ đào giếng nước. Ở Phú Quốc này cũng có dòng nước ngọt, nên mình sẽ đào giếng lấy nước ngọt lên. Đó là ước mơ. Ước mơ của mình có thành sự thật hay không? Từ giờ cho đến mình về hưu non là khoảng 5 năm nữa. Biển rất là êm, gió mát. Đây là những dạng villa nhìn ra mặt biển. Và mình đi chơi có một mình cho nên không nhất thiết phải mướn những cái villa như vậy, rất là tốn kém. Theo mình nhận thấy thì vật giá ở đây cũng, ở Việt Nam mình cũng tương đối không rẻ. So với Thái Lan thì vật giá ăn uống, hotel, điện nước ở Thái Lan cũng còn rẻ hơn. Nhưng vì mình là gốc Việt cho nên mình có một ước mơ là trở về đất Việt Nam. Chứ nếu mà so sánh sự chi tiêu hàng tháng thì ở Thái Lan rẻ hơn với so Việt Nam nhiều. Cái con đường trải nhựa này nó đã được xây dựng cách đây một năm, chỉ một năm thôi. Hồi xưa nó là đất đỏ. Còn những cái trụ đèn mà mình thấy hai bên đường này, trụ đèn xanh này nè, cũng được xây cất cách đây một tháng, coi như một tháng trước khi mình tới đây đó. Cho nên phải nói là mình rất là may mắn khi mình đến đây thì đường đi thoải mái. Rồi những khi mình đi bộ ban đêm á, nó cũng sáng sáng sủa và mình cảm thấy an tâm hơn. Ở mỗi cái resort như vậy thì luôn có
người có an ninh, có bảo vệ, cho nên mình không có sợ là đi bộ ban đêm một mình ở đây. Mình sẽ ở cái hotel này, cái hotel mà mọi người thấy trong phim này là Novotel. Novotel này thì nó nằm gần cái Best West Hotel mình đang ở. Cái Novotel này thì nó có cũng có những cái villa. Hôm nay gió mát, người ta tưới cây sớm, cho nên khi mình đi bộ gì nè, mình hửi được cái mùi đất, nước ngọt, gió mát, gió biển, cây cối rì rào, gió thổi những cái âm thanh rì rào từ cây, những cây dừa xanh tươi này. Đó, nước biển trong xanh, không có một gợn sóng. Thì lần sau mình có đến đây, mình cũng đến vào mùa xuân, ấm áp đối với người Bắc Âu. Hồi nãy mình vô trong thang máy thì có gặp một người khách du lịch, cô ta từ Canada. Mình nói mình đến từ Naui, hai chị em nhìn nhau cười ha 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 ha. Từ mình từ xứ lạnh đi tìm đến những nơi ấm áp. Bây giờ mình trở lại hotel để chuẩn bị lên đường đi ra phi trường. Không có chuyến đi chơi nào của mình mà nó dài và nó xa như chuyến đi này. Mình khởi ý sự từ Thái Lan tới Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Nha Trang, Sài Gòn, Phú Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại Thái Lan, Bangkok. Mình sẽ ở Bangkok. Nay trước tiên mình phải trở lại Hồ Chí Minh City một đêm, rồi sau đó mình sẽ đến Thái Lan, Bangkok, mình ở đó một đêm nữa, rồi mình đón máy bay từ Bangkok đi về Naui. Cái Best West Hotel này nó là của Thái Lan, cho nên cái hình thức trang trí và phục vụ của nó giống như bên Thái Lan, cho nên mình rất là thích. Những bãi biển kia nó đâu có ghế để khách nằm, nhưng mà bãi biển này thì nó hình thức giống Thái Lan, cho nên để những cái giường nằm trên bãi biển. Đây 2 ngày, khi mình biết mình chuẩn bị đi về lại Naui, mình có tâm trạng rất là buồn,
Mình không hiểu tại sao những lần trước khi mình đi về Việt Nam, hồi lần cuối cùng vừa là 2009, khi mà mình chuẩn bị về, mình cảm thấy rất là về lại nơi, mình cảm thấy rất là vui. Tại vì mình về nơi mình sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền, thì sẽ lần sau mình có dịp trở lại. Nhưng mà lần này thì mình có cảm tưởng là tôi không muốn về Naui nữa. Tôi chỉ mong sao tôi được ở đây. Đó là biểu tượng của những người già, người lớn tuổi. Thì mình cũng nằm trong cái dạng đó. Chỉ còn 5 năm nữa là mình về hưu non. Nên mình có cái cảm nghĩ và cảm xúc như vậy. Mà trước đây mình chưa bao giờ có những cái cảm xúc như thế. Khi mình ra Phú Quốc thì mình thấy dự báo thời tiết cho biết thì mưa gió, nhưng mà khi mình ra đến đây thì nó không phải là như vậy. Nắng ấm, trời trong mây trắng. Mình quay đoạn phim này là ngày cuối cùng mình ở hotel này. Mình tạm biệt nơi đây. Và mình hy vọng mình sẽ được trở lại. Khi trở lại mình sẽ là người công dân Việt Nam. Đó là một nguyện vọng. Cũng là một ước mơ. Tại khi mình đi ra đi nước ngoài, không phải là do mình quyết định, mà mình đi theo cha mẹ. Khi mình đến tuổi trung niên thì mình tự tìm lại về với nguồn gốc quê hương của mình, và mình nhận thấy rằng là đến lúc muốn sống ở nơi mình được sinh ra. Thank you.